Ngao là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Trong thịt ngao có đầy đủ các chất protein, glucid, lipid, nhiều vitamin và những khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Các nghiên cứu đã chứng minh, ngao không những là thực phẩm an toàn mà còn là thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể như protein, carbohydrate, canxi, sắt, phốt pho, vitamin A, B1, B2, PP. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý khi sử dụng thực phẩm này để chế biến các món ăn cho các bé theo mùa, tránh lạm dụng thực phẩm dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Vào mùa đông là thời điểm sức đề kháng của bé yếu nhất trong năm. Vào thời điểm này, bé dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp do bị nhiễm lạnh. Để tăng cường sức đề kháng cho bé, thì việc quan trọng là phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng, hợp lý cho bé. Cùng với đó là hạn chế một số món ăn không tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tuy ngao là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể của bé. Tuy nhiên, ngao lại là thực phẩm có tính hàn nên chỉ thích hợp và tốt nhất là dùng vào mùa hè. Nếu trong thời tiết giá lạnh, dùng thực phẩm này để chế biến các món ăn cho bé thì có thể dẫn đến lạnh từ bên trong nên dễ gây ra bệnh tiêu chảy. Thì ngao là một loại nhuyễn thể thì hàm lượng dinh dưỡng rất cao, tương đương như lươn thịt gà. Thì làm thức ăn rất là bổ, rất là tốt cho trẻ em, người già, đặc biệt là cháo ngao thì ăn rất là dễ tiêu. Nhưng mà lưu ý một điều là đối với trẻ em thì có thể gây dị ứng, thậm chí có một số tiêu chảy. Vì bản thân con ngao là nhuyễn thể nên cái protein của nó là có thể hấp thu trực tiếp qua đường tiêu hóa của trẻ em, gây ra đó là một dị nguyên, gây dị ứng rất là mạnh. Có nhiều trẻ là có thể gây đến trụy mạch hoặc là nôn, chảy và phát ban trên cơ thể. Cùng với tôm, cua, cá thì ngao là một nguồn thực phẩm chứa nhiều xilin. Đây là một dưỡng chất thiết yếu hoạt động cùng với các dưỡng chất khác để chống lại những cơn căng thẳng do oxy hóa dẫn đến tổn thương xương khớp. Dinh dưỡng trong ngao còn tham gia vào quá trình phản ứng chuyển hóa của cơ thể. Đây cũng là một yếu tố giúp phát triển chiều cao tốt ở trẻ em. Bên cạnh đó thì trong ngao chứa thành phần đạm tương đối cao nên cũng rất bổ dưỡng đối với những người cần lượng đạm cao để phục hồi sức khỏe sau khi ốm dậy, tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là đối với trẻ em ở độ tuổi đang phát triển. Ngao là một thực phẩm rất dễ mua, dễ chế biến, được nhiều món như ngao hấp, ngao nấu canh và ngao nấu cháo. Các món chế biến từ ngao cũng rất dễ ăn nên được nhiều người mẹ lựa chọn để chế biến các món ăn cho cả gia đình.
Mặc dù ngao là loại thực phẩm giàu đạm và dưỡng chất cần thiết, góp phần đa dạng cho chế độ ăn cân đối, khỏe mạnh và giúp trẻ tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách thì ngao cũng ẩn chứa một số nguy cơ đối với sức khỏe của các bé. Các món ăn chế biến từ ngao phải nấu kỹ vì trong ngao có thể ẩn chứa ký sinh trùng. Tôi cũng thường mua cái món ngao đi về nấu chế biến ra các cái thức ăn cho gia đình, vì tôi thấy món ngao là một món vừa là mát vừa nhiều chất dinh dưỡng bổ dưỡng, thì là mà cũng làm cũng nhanh tiện lợi, cho nên là tôi thường thường mua về thì khi mà mua món ngao đi về thì tôi thường là hấp cho các cháu, hoặc là hấp xả, hấp với là lốt cho các cháu ăn, hoặc là tôi thường nấu canh thì gồm có nấu canh rau vặt cũng ngon, vừa mát vừa ngon. Ngao là động vật thân mềm, sống ở gần các bờ biển. Từ lâu, ngao đã được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn và ngon miệng. Không chỉ vậy, ngao còn giàu giá trị dinh dưỡng, giúp cơ thể bổ sung nhiều dưỡng chất và tăng cường khả năng chống bệnh tật. Theo các nhà nghiên cứu, ngao cung cấp nguồn dinh dưỡng có trong tự nhiên nhiều nhất như vitamin B12, sắt, protein, mangan, vitamin C. Theo các chuyên gia, cứ 100g ngao là có chứa 24mg chất sắt, tức là nhiều hơn cả gan bò hay thịt bò nướng. Sắt giúp sản sinh hemoglobin, từ đó mà tăng cường cung cấp lượng oxy cho các mô trong cơ thể. Phụ nữ mang thai, nuôi con cũng như người già và trẻ em thường thiếu chất sắt trong cơ thể. Do vậy, cần bổ sung bằng cách tăng cường ăn ngao để giúp tăng cường máu, chống bệnh viêm khớp. Hay khi cơ thể thiếu protein mà không muốn ăn thịt nhiều, thì thực phẩm tốt nhất để thay thế đó chính là ngao. Cứ 100g ngao là đáp ứng được khoảng 50% lượng protein bạn cần mỗi ngày. Protein có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch hoạt động bình thường, từ đó giúp cơ thể chống lại những bệnh lây nhiễm. Trong ngao cũng rất giàu chất riboflavin. Đây là dinh dưỡng có khả năng duy trì và bảo tồn chức năng hệ miễn dịch của cơ thể. Mặt khác, riboflavin giúp ngăn chặn các triệu chứng khó chịu trên da như mụn trứng cá, chàm bội nhiễm. Ngoài ra, chất này còn đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe của mắt và làm giảm bớt các bệnh lý về mắt, đặc biệt là đối với bệnh tăng nhãn áp. Trong 100g ngao nấu thì có chứa khoảng 126 kcal và 2g chất béo. Điều tốt hơn nữa là ngao giàu axit béo omega 3, một loại chất tốt cho tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy rằng cơ thể nhận được từ 250 đến 500 mg
một omega 3 mỗi ngày thì sẽ tốt cho sức khỏe của tim. Chúng ta có thể sử dụng ngao để chế biến các món ăn cho bé, nhưng cần lưu ý. Để tránh dị ứng cho bé, các mẹ nên cho bé ăn ngao khi bé đã ngoài 1 tuổi. Ở giai đoạn này, khả năng nhai của bé cũng tốt hơn, nên mẹ chỉ cần băm nhỏ các nguyên liệu là được. Sau khi cho bé ăn cháo ngao, các mẹ không nên cho bé ăn hoa quả ngay vì sẽ gây lạnh bụng, tiêu chảy cho bé. Ăn hoa quả ngay sau khi ăn ngao còn ảnh hưởng tới việc hấp thu canxi, protein có trong ngao hoặc tạo thành chất không hòa tan, gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn cho bé. Thơm. Mẹ không nên nấu cháo ngao cho bé với thực phẩm giàu vitamin C. Việc kết hợp như vậy dễ gây ngộ độc cho bé. Không dùng ngao đã bị thối, chết, dập vỡ, nứt vỏ để nấu các món ăn cho bé. Vì ngao đã chết, có nhiều vi khuẩn độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Và mẹ cũng cần lưu ý, chỉ nên chế biến các món ăn từ ngao vào mùa hè cho các bé là tốt nhất. Tránh chế biến thực phẩm này vào thời tiết giá lạnh dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Một con. Anh.